sỏ thận Bilotol thuộc hoa tiết niệu Bilobun. Bilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Điều trị sỏi thận thành công với bộ đôi thuốc thảo dược Bilotol từ Mỹ. Sỏi thận thật là phiền toái. Bạn biết không, việc tiểu tiện là vấn đề thiết yếu và cấp bách của con người cần phải giải quyết khi có nhu cầu. Ấy vậy mà đã có nhiều người đối mặt với những khó khăn trong việc đi tiểu bởi cơn ác mộng mang tên sỏi thận. Hiện nay cho thấy nó là một những căn bệnh phổ biến, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh suy thận. Tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận cao, 13% người bệnh là nam giới và 7% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi và chủ yếu là trong độ tuổi lao động. Vậy, đâu là nguyên nhân gây ra bệnh và biến chứng nguy hiểm nào bạn có thể mắc phải khi bị sỏi thận? Hãy cùng Bilora tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh và đưa ra phương pháp điều trị nhanh nhất nhé! Sỏi thận là bệnh lý thuộc hệ tiết niệu, liên quan đến hiện tượng sỏi hình thành bên trong thận do khoáng chất tích tụ lâu ngày. Có 4 loại sỏi thận nhưng ở 5 dạng khác nhau. Đầu tiên là sỏi canxi, gồm canxi oxalat và canxi phosphat. Thứ hai là sỏi nhiễm trùng struvite. Kế tiếp là sỏi axit uric và cuối cùng là sỏi cysteine. Có 2 nguyên nhân dẫn tới căn bệnh sỏi thận. Đầu tiên là do thói quen hàng ngày như uống ít nước, sử dụng nhiều thuốc tây, chế độ ăn mặn và nhiều muối, nhịn tiểu thời gian dài và cuối cùng là sử dụng nhiều rượu bia chất kích thích. Nguyên nhân thứ hai là do người bệnh mắc một số bệnh lý như dị dạng đường tiểu, u xơ cổ tử cung thường gặp ở nữ giới và phì đại tuyến tiền liệt gặp ở nam giới. Người bệnh sỏi thận sẽ gặp những triệu chứng như sau. Đầu tiên, bạn cảm thấy một ngày đi tiểu nhiều lần, lắc nhắc. Khi đi tiểu có cảm giác khó chịu, đau buốt ở ống tiểu và bàng quang. Thứ hai, nước tiểu sẫm màu hoặc có màu hồng, màu đỏ. Kế tiếp là đau dữ dội ở vùng bụng, vận động mạnh cũng đau, chạy xe vào đường gồ ghề nhấp nhô cũng đau. Thứ tư là người bị sỏi thận thường có dấu hiệu sốt cao, run rẩy kèm theo mệt mỏi, xanh xao. Và cuối cùng, lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn, nôn liên tục và dồn dập theo đợt. Mặc dù sỏi thận dễ dàng phát hiện, nhưng không phải ai cũng có phương pháp điều trị dứt điểm. Chính vì thế sẽ dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm như sau. Đầu tiên là tắc niệu quản, gây bí tiểu hoặc ứ nước ở thận, gây nhiễm trùng nước tiểu, hư thận. Thứ hai là suy giảm chức năng thận, tăng nguy cơ phải chạy thận, lọc máu. Các phương pháp điều trị hiện nay, thuốc tây chủ yếu là các loại thuốc giúp lợi tiểu, giảm đau và kháng viêm, không có tác dụng đánh tan hoặc làm nhỏ sỏi thận. Ngoài ra, thuốc tây còn gây ra một số tác dụng phụ như nóng gan, nóng thận. Thuốc bắc được bào chế từ các thảo dược thiên nhiên nhưng quy trình chế biến thô sơ còn chứa nhiều độc tố. Phẫu thuật, bạn nghĩ rằng phẫu thuật là giải pháp nhanh chóng nhưng thực tế phẫu thuật là giải pháp nguy hiểm, chứa nhiều rủi ro và khả năng tái lại rất cao. Để tránh những rủi ro trên, Bilora mang đến cho bạn một giải pháp điều trị sỏi thận an toàn với bộ đôi thuốc thảo dược Bilotol từ Mỹ gồm Kidney Formula và Urinary Follow Formula với 3 mục tiêu điều trị như sau. Đầu tiên là đánh tan, bào mòn và ngăn ngừa sỏi thận. Thứ hai là loại bỏ mọi sự tích tụ có hại ở thận. Thứ ba là phục hồi chức năng thận, bảo vệ hệ tiết niệu. Đầu tiên là thuốc thảo dược phục hồi chức năng thận Kidney Formula với chiết xuất từ juniper, dầu cây đổ tùng, giúp điều trị nhiễm trùng ở thận và bàng quang, giúp lợi tiểu và đào thải độc tố. Parsley, cây mùi tây, có tác dụng lợi tiểu mạnh, ngăn ngừa khoáng chất tích tụ, bảo vệ sức khỏe thận. Marshmallow, cây thục quỳ, giúp bảo vệ hệ thống đường tiết niệu, đào thải sỏi thận và lợi tiểu. Golden Seal, cây hải cẩu vàng, giúp kháng sinh, chống viêm nhiễm bàng quang, đánh tan và bào mòn sỏi thận. Burberry, cây mật gấu, giúp kháng viêm, thải độc và bảo vệ thận, kích thích điều hòa lượng nước tiểu. Hoa cúc lô belly, làm lợi tiểu, chứa lavanol giúp chống viêm và kháng khuẩn. Ginger, gừng, kích thích thận hoạt động và tăng cường tuần hoàn máu, giúp đào thải và ngăn ngừa chất độc hại tích tụ trong cơ thể. Thứ hai là thuốc thảo dược đánh tan sỏi thận Urinary Follow Formula với chiết xuất từ juniper, dầu cây đổ tùng, giúp điều trị nhiễm trùng ở thận và bàng quang, giúp lợi tiểu và đào thải độc tố. Burberry, cây mật gấu, giúp kháng viêm, thải độc và bảo vệ thận, kích thích điều hòa lượng nước tiểu. Parsley, cây mùi tây, có tác dụng lợi tiểu mạnh, ngăn ngừa khoáng chất tích tụ, bảo vệ sức khỏe thận. Dandelion, bồ công anh, giúp tăng cường chức năng thận, lợi tiểu, bù đắp thiếu hụt đã mất trong quá trình đào thải ra ngoài. Cranberry, nam việt quốc, tăng cường đào thải vi khuẩn có hại, chống oxy hóa mạnh, chữa trị và ngăn ngừa nhiễm trùng. Để điều trị sỏi thận hiệu quả, tôi đem đến cho bạn phát đồ theo từng trường hợp như sau. Trường hợp 1, kích thước sỏi thận từ 0 đến 5 mm, sử dụng một liệu trình.
Trường hợp 2, kích thước sỏi thận từ 5 đến 10mm sử dụng 2 liệu trình. Trường hợp 3, kích thước sỏi thận từ 10 đến 15mm sử dụng 3 liệu trình. Bộ đôi thuốc thảo dược Biloston được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn Natural Factor của Mỹ, với vùng trồng dược liệu hàng nghìn hecta tại Canada. Các thảo dược được trồng, chăm sóc và chọn lọc kỹ lưỡng, quy trình chế biến với công nghệ hiện đại. Từng sản phẩm được kiểm soát khắt khe bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Vì thế, bộ đôi thuốc thảo dược Biloston chính là giải pháp hoàn hảo cho người bệnh sỏi thận. Để được tư vấn về sỏi thận cũng như hiểu rõ hơn về giải pháp điều trị sỏi thận từ thảo dược, gọi ngay đến Dược phẩm Bilora theo số 0909 542 938 hoặc số điện thoại 0962 158 661. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website wendybenhsoithan.com, youtube.com/bilora tv hoặc đến Dược phẩm Bilora tại số 32, đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.